Nào. Ôi, ô. Này, tính ra như một kèo như này nhá. Tipstick ơi. Em ơi, mày thực sự là cái kèo này là mình nên kẹp một con ECN2 luôn á. Có nên chuẩn bị không? Vì là tôi nghĩ Tipstick chắc phải chơi nhiều lắm rồi. Ôi, 8.000 ạ. Dã man ạ. Bọn bà có khi làm mồi chứ nhở. Mồi có sẵn hết rồi. Sự nếu mà thay ví dụ một kèo Modric đi bằng một kèo ECN cộng 2 là 122 à, dù cũng đẹp ấy chứ. Em có muốn suy nghĩ lại không hay là mình vẫn chốt là băm luôn? Thì báo anh nhá, Modric này sợ không bán được đấy, min rồi. Ôi, áp lực quá này. Các ông nghĩ là Tiến đập xịt Nemanja Vidic chưa? Thôi thì bây giờ mình cứ mồi trước đi. Mồi trước xem như nào. Mồi kèo này bây giờ chỉ mồi cộng 5 không nghe có hợp lý không nhở? Rồi nhá, anh em cho tôi tính ra đã nhá. Càng đơn giản càng dễ lên à. Không thấy được em ạ. Cái kèo nó to như vậy. Ủa, 3 lên 4 xịt à. Rồi cứ đệm vài tay xem tình hình như nào đã nhá. Distick muốn anh mồi to lên không? Kiểu mình mồi cả thêm cộng 7, cộng 8 gì đấy. Hay là mình chỉ mồi 4, 5 gì đấy thôi. Run chứ anh em, tại vì mình chưa lên được một kèo nào nó cộng 5 the moment. Hôm trước thì mới lên cộng 4 thôi. Được cái thì nó cũng trộm vía. Lên ngay, nhưng cộng 5 thì nó khác. Đa phần những kèo đầu tay như thế này tôi hay bị xịt này. Đấy, chưa đặt vào tay mắt mồ hôi hồi hộp này. Ừ, đây rồi. Trộm vía này. Vậy thì anh Rô sẽ là 114. 3 con 112 được 3 vạch rồi. Hợp lý. 3 con này thì bây giờ mấy con này mua có vẻ được rẻ này. 4 con 111 cũng được đấy nhở. Không, thế này thôi. Rồi, mồi một dây dài xíu. Lần đầu tiên, kèo này thì tôi mồi nó phải chuẩn chỉ đấy. 4-5, 4-6, xong đến Ronaldo. Và kèo ECN là kèo thứ 10. Thực sự là tôi muốn một dây như thế đi. 4-5, 4-6. Em thấy được không nhỉ? 4-5, 4-6, xong đến Ro. Tất cả xịt mình băm kèo chính. Đấy. Con 6 chốt là con ngon lắm. Không cần đâu em ơi. Con chốt là Ronaldo được rồi. Mason Mount, Lukaku. Càng quá. Con thứ 2, Rod Buckley. Lewandowski. Ui, kèo thứ tư lên Lewand ạ. Uầy, thế nếu sao khi mà tí nữa kèo thứ tư này là Lewand 5. Lewand 5 lên 6 à. Thì mình mua phôi về 3 vạch thì là 311, 211, 310. Hả? Rồi, anh Quang ơi, bô chửi game. Chị Thảo bảo bô chửi thoải mái. Không sao. Thực ra cái cầu 4-5 với lại 4-6 nó cũng không phải quá khó đâu. Mình làm một hồi là được ấy. Mình cứ bình tĩnh, mình mồi thôi. Nói chung là ngày xưa tôi cũng từng tâm sự với chị Thảo rồi. Lâu lâu... tao đã cọc quá các thứ rồi, tao chửi game thì có vấn đề gì không chị Thảo? Ôi mày cứ chửi thoải mái, không phải sợ game. Chị Thảo bảo thế. Rồi game thì mình phải xả ra chút. Đấy. Ui, Harry Kewell nhìn mặt lạ đấy. Rồi. Bây giờ anh em mình lên 5 kèo 6 à. 4 kèo 6 thôi, không cần phải 5.
4 đi. 4, 2, 3, 4. Đấy. Áp lực đấy, áp lực đấy. Hakimi, Sakho, Lewan. Ash. Trời ơi. Thảo ơi, chị khó tính đấy, chị Thảo ơi. Chị Thảo này. Lucas đi. Lại nha, lại nha. 2 U 1 đến 4 á. Nó toàn là con 1 2 thôi. Rồi. Rồi. Trông khó chứ. 4 con mà mồi mượt. Sakho à, Sakho đủ phôi không ta? Ba này. Lewandowski. Con 111 nữa là đẹp nhờ. Chuyển luôn Atrap Hakimi không ta? Tôi nghĩ là chuyển luôn đi. Để đỡ cái việc mà mình nhảy ra ra thị trường chuyển nhượng, nó đổi cầu. Sau kèo này anh em mình sẽ vào với Rondo và tất cả xịt vào kèo chính. Anh Lê Hoàng. Cái gì vậy anh Lê Hoàng? Trời ơi. Đau hơn cả bị bồ đá nữa. Gì ấy nhờ. Anh Lê Hoàng này. Trời kìa. Lê Hoàng phản bội tôi lần thứ hai. Lê Hoàng không muốn làm nền. Anh muốn làm sàn. Lại nha. Không bán Lê Huy, không bán Lê Huy. Việc bây giờ không phải là dạo chơi trên thị trường chuyển nhượng. Để mà nói 4 phát 4 thì liên tiếp là cũng trộm vía chứ. Đơn giản này. Ăn về 1 nhờ. Rồi bây giờ tới 4 kèo lên 6. Đập 5 thì về 1, đập 6 thì về 2. Oi xi men này. Hay quá, kèo cuối. Đủ này, dư là khác. Phát lên 6 cuối. Rồi. Bây giờ phải vượt qua cả anh Rô nữa. Căng ơi. Anh Rô nào. 1.000 tỷ. Kiếm 1.000 tỷ nó dễ vậy ta. Trời ơi. Giờ sao nhỉ, dipstick nhỉ. Bây giờ ví dụ như chơi lại ấy, thì anh đang tính là 4-5-4-6 như phát vừa rồi mình lên con rô. Thời gian còn nhiều không phải sợ. Cảm thấy thế nào hợp lý để chơi thôi. Giờ mới có 10:30. Quá sớm. Đầu quá. Lửa. Xem mơ đức. Mát hút. Ôi Lê Quan à. Ây da. Trông ra gì phết nhở. Hay là Lê Quan Dowski nhở. Ngồi 4-5-4-6. Lê Quan nữa rồi băm. Chê. Đủ mua được một kèo 114 nữa thì sẽ được 3 vạch. Nếu mà hy sinh một kèo như thế này cho kèo chính thì tôi thấy hợp lý này. Lê Huy lên 7 nữa thì hủy. Trời ơi.
Người ngáng đường Lewandowski man. 3 con 108 cho dễ tính này. Rồi. 4 con 5 lên 6. 7 này. Bà la ơi. Mình giống bà la này không bị làm sao nhỉ? Bán. Trời ơi, lên phát thứ 4 là lên nhở. Ramos. Này Ramos mới có về nốt Ả Rập không nhỉ? Rồi. Em lại anh Vara đấy. Anh gạt em mất cái bao nhiêu cái chân trống rồi đấy. Ôi, phôi Vara Ramos Asensio dễ lên lắm. Rồi. Bây giờ đến anh Lê Quan. Tới Lê Quan. Phát mời cuối. Trời ơi, anh Lê Quan hôm nay mà lên đến 7 thì em chịu đấy. Trời ơi. Nó chi là khó hiểu. Rồi. Đến lúc rồi. Michael ECN. Đúng 11 giờ mới xong. Hy vọng là nó xứng đáng. Trời ơi, hôm nay bị đặt bò quá nhiều để đến cái kèo ECN ấy. Now. Liệu ngày hôm nay tôi có làm được một pha Icon TM cộng 5 không? Chơi! Ôi, 125 quái đạn luôn. Yes. đầu tiên của tôi thôi chứ không phải đầu tiên của server. Áp lực thật sự luôn ấy, thề. Xứng đáng, quá xứng đáng luôn. Chúc mừng Lipstick man. Lại còn lên cả con rô đấy chứ. Tề. Cộng 1.000 tỷ. Đinh. Ôi, cái gì nó bay đấy, tên lửa à. Ui dồi ôi.
Thì đấy thằng bay à. Ôi đê thường. Thực ra thì meta này thì cứ đê thường anh em ạ. Cứ làm mấy cái đơn giản nhất thôi. Hiền như thế này sao mà đỡ được New League với chúng tôi. Quá hiểm hóc. Đường truyền không thể bắt bài. Rồi xong. Rồi xong. Ankara Messi. Sai. Đường dẫn cỗ cho ACN. Chạy động quá ACN ơi. Đây rồi. Lực vàng ạ. À, tề khó chịu thật. Xịt một xíu kìa. Ai sợ. Thích nhẹ nhàng quá nhờ. Quá nhẹ nhàng luôn á.